Thì tôi cũng lớn tuổi mà hoàn cảnh ấy, thì tôi thẳng ra gà trống nuôi con thì giờ nó cũng có cái gia thất, thì gia thất nó tự nó lo thì tôi cũng tự lo. Nhưng mà nếu các cô nào á, mà thật lòng với tôi á, thì tôi chấp nhận ở ở ở với cô đó, nhưng mà với điều kiện là phải giấy tờ hợp lệ, có nghĩa rằng là pháp luật, ví dụ tôi độc thân nhưng mà giờ đó là phải coi như là coi như phải có giấy đàng hoàng đó, cũng hai bên phải có giấy đàng hoàng Có nghĩa rồi là hai bên đều có giấy chứng nhận độc thân đó ha chú đúng, ha. có giấy chứng nhận độc thân rồi là mình vừa làm thủ tục, còn đó mà một mâm hai mâm gì cái chuyện đó mình không quan trọng. Rỡ là cô nói rỡ rằng là mình lo làm đã ăn rồi là mình cũng thật lòng chứ đừng mà có tiếng chuyện này chuyện nọ là không thích. Mình ở theo vợ mình ở đó mà ăn ở cứ như ngay núi này trong núi nọ rồi là vơ vào hay này kia nọ là chú không thích đó, phải thật Dạ. lòng đó Ý của chú nói là như là sau khi mà chú mà về bên phía phía bên chỗ của vợ. phía vợ chú đó là ở ghẻ đó, Là ở rỡ là chú ở anh ở là phải ta thật lòng dạ. đó, thật lòng giữa cha mẹ vợ hay hoặc ông bà phía phía vợ, chứ đừng anh ở mà xào xạo hay là xào bát hay rượu chè này nọ là hồi trước là nói không rượu mà giờ gì uống rượu chè. Nếu mà cô nào á, mà sống ở đàng hoàng á, thì tôi phía vợ là tôi anh ở phía vợ là sống mà biết trên biết dưới biết ngọn biết ngoài đó, và thật lòng mà sống, chứ còn mà xà bát xà bính là tôi không thích đó, đó là mới sự thật của tôi. Và khi tôi ở phía rỡ phía vợ là tôi sống rất đàng hoàng chân thật, chứ còn mà xạo hay này kia nọ là tôi không thích. Ngoài ra trên mọi công việc thì tôi lo làm lại anh, chứ còn ngoài ra trai gái hay này kia nọ tôi không biết. Đó là tôi nói thật tình, tôi nói vậy. Cuộc sống của chú là tự lập cánh sinh, không có mà một cái vấn đề gì, cũng như là tự làm tự lo bươn chải tự lo cuộc sống chứ cũng không nhờ vả ai hết. Dạ. Chú thì nói thật với cháu là chú giờ chú tìm cái người nhỏ hơn chú, ví dụ như 1 2 tuổi nhưng mà tính tình là phải trung thực thật thà chất phác ngay thẳng làm ăn, chứ còn mà nói mà vô vàng vô vẩn là chú không thích. Đó là thật thật sự chú nói vậy, còn mà nói mà nói giỡn nói cợt á là cái ngoài cái xã hội vừa cái tác phong, còn mà lên đây á là chú nói thật tình, còn bằng được á, được á thì kết nối, còn bằng không á, thì thôi, chứ chú không có thích mà lăng nhăng, không có thích mà nói nó qua nói gì à hắn nói này nói nọ, chú không thích. Một là một hai hai, tại vì cuộc sống là cuộc sống bao lâu chứ không phải cuộc sống nay đây mai đó hay nay nói này mai nói nọ, chú không thích. Nhưng mà chú là rất thương vợ thương con, tại vì vợ con là nó trên hết đầu óc tôi giống, còn ngoài ra mà chú giàu nghèo chú không đặt thành được. Ví dụ người ta giàu, một người đã giàu hơn chú nhưng mà vừa coi cái giá trị hoặc là một cái gì đó là chú không thích, mà hành sắc chồng con là chú không thích. Nhưng mà cuộc sống phải bình đẳng, cô đấy có nhà có cửa, chú chấp nhận vừa sống cuộc sống rất đàng hoàng phải nghiêm túc đâu ra ra đó, khi mà ra ngoài đường thì nó khác, mà ở nhà mình phải có đầu óc tiên nói là gọi là cá trên cá dưới và cá tổ cá tiên, chứ không phải là coi như tào lao sụp bập là không thích đó, chú nói thẳng vậy thôi. Nhưng mà trên nỗi đời phải thật thật lòng sống chung thủy, một là một và hai là hai, chứ không có nói đùa. Còn ra xã hội thì mình muốn nói sao đấy mình nói. Tôi nói chú đi nói trong nghĩa vậy, chứ còn mà nói mà lăng nhăng ở giữa vợ chồng mà nói với mà coi như nói trên trời dưới đất là chú không thích đó, đã chú nói thẳng như vậy thôi. Còn ngoài ra trên cái công việc của vợ làm chuyện gì thì cái chuyện đó là mình khi gặp nhau là mình tâm sự đó, mình nói sự thật là ví dụ giờ bữa nay hàng tuần hay rồi một tuần mình có thể mình giấy phơi ngọ này ngọ nọ thì đấy ok. Dạ. Ví dụ cô đó là đi tập vụ hay làm một cái gì mà cỡ, nhưng mà mình phải thông cảm với nhau đó, là hiện thông cảm chứ đừng phân biệt. Ví dụ là có làm hay hoặc không làm hay này kia ngọ không, lẽ đấy là mình chú không có cái đặc thình của đời đó, nhưng mà chú chỉ nói ví dụ chồng cái đó vợ cái tôi hay hoặc là chồng làm chuyện vợ làm chuyện đưa rước gạo nấu cơm chung, nhưng mà cái phải ta đàng hoàng nghiêm túc
đó. Trong nhà là phải nghiêm túc, ra ngoài đường mình muốn nói gì đó mình nói đó. Tới nguyên xã hội là tại xã hội nó bao la, cho nên chú nói là nói thật sự như vậy. Còn trong nhà mình đó, từ con đến cái hay vật vợ gì phải nghiêm túc rất đàng hoàng đó. Hay nậu ngoại cha mẹ ông bà tổ tiên phải rất đàng hoàng, phải tôn thờ đó. Chứ đừng mà coi như coi một bên trọng hay hoặc là coi bên hiếu còn bỏ bên tình, coi bên tình là bỏ bên hiếu là đấy là chú không thích đó. Có nghĩa là mình tôn trọng hết tất cả lẫn nhau hai bên đó, đó là điều là hạnh phúc của chú. Chứ còn là ôi giờ ông nghèo quá hay tôi lấy ông về tôi đề đoạn này kia nào, đó là không thích. Yeah. Nói đó là chú nó thăng nó thật vậy không, tha rằng chú ở vậy. Trước hết thì tôi cũng nói thật với mấy cô, mấy anh, mấy chị, cũng như trong nước và ngoài nước, cũng như trên cộng đồng mạng, tôi trình bày như vậy. Nhưng mà nếu mà các cô, các chị hay các bạn mà các cảm nghĩ được, độc thân là nay 30 năm rồi, nhưng mà trên đời nếu các cô mà các chị mà các thảm cảm thấy được đó, thì là mình kết nối được đó, là mình ok. Còn ngoài ra chứ đừng mà lên nhanh là không thích à, hay là lên tới đây qua đây mà kết nối đầu mà điện đầu nói là lao xịt bợp là không thích cái chuyện đó. Đó là mình sắp tình thì mình nói vậy. Mình chỉ cầm cụ lỡ, chỉ biết lo làm lo ăn, ngồi ra rượu chè cờ bạc trai gái là không thích. Đó mình đó là nói thật sự vậy đó. À, chỉ biết lo làm lại là anh còn chơi bầu nữa thì cái quá khứ là thanh niên là đấy không nói, nhưng mà bây giờ là thật tình như vậy. Dạ em Phúc Kết Nói Yêu Thương xin gửi lời chúc thân thương quý vị khán giả xem video trong ngoài nước, lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ em chào chú. Dạ chú cũng chào về cháu. Dạ con cảm ơn chú ngày hôm nay đến với chương trình Kết Nói Yêu Thương bên anh em con. Con giới thiệu với chú, con tên Phúc. Con mời chú giới thiệu giùm con, gỡ đến quý vị khán giả thân mến, chú tên gì, từ đâu đến, năm nay chú được mấy mươi à? Con mời chú. Rồi chú tên là Võ Tấn Đồng, sinh năm 1966, quê quán chú là ở Phú Yên. Hiện tại là chú tạm trú ở tại phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Dạ. Kính thưa cộng đồng mạng, tôi là thật tình, sống là vợ là... đã xa nhau nay 30 năm rồi, gà trống nuôi con. Hiện nay là tôi có ba mặt con, hai trai và một gái, nó có gia đình gia thất hết. Thì cháu nội cháu ngoại của tôi là 8 đứa. Nhưng mà tình thiệt thì tôi lên đây muốn nó kết nối với tất cả anh chị em, bà con cũng như mọi miền Tổ quốc. Thì tôi là thật lòng, chất phát thật thà, làm anh là nói thẳng ra là làm anh là coi như đủ đắp đóng qua ngày, chứ cũng không có giàu mà cũng không nghèo. Ngoài ra trên mọi công việc gì tôi lo làm lại anh, chứ còn ngoài ra trai gái hay này kia nọ tôi không biết. Đó là tôi nói thật tình tôi nói vậy. Dạ. Hiện nay là chú ở Đồng Nai, là nhà mình bên đó luôn là sao chú? Không, chú ở trọ. Dạ. Đó là chú tình thiệt, chú là người tự do kiểu như lỡ thợ hồ rồi ái kêu cái gì làm nói gọi là tứ độ tường đó. Dạ. Người tự do đó, mình lao động tự do hả chú à? Đó là nó thật sự vậy. Dạ. Tính đến thời điểm ngày hôm nay là chú chính thức nhận quyết định ly hôn với bà xã chú là khoảng bao nhiêu năm chú? 30 năm. Dạ. Thì hiện nay là thành viên gia đình của mình là chú vừa chia sẻ là chú được mấy người con chú? Ba đứa, hai trai một gái. Dạ, thông gian hết chưa chú Đồng? Có hết rồi, đã nói cháu. Dạ. Nội cháu ngoại là 8 đứa. Dạ. Rồi hiện tại là chú đi vào Đồng Nai mình lập nghiệp. Còn nhà ở quê của mình là hiện nay là con chú ở hay sao chú? Không có, chú không có, có nhà nhưng mà cho lại thằng em, nhường lại cho thằng em. Dạ. Dạ. Tại là gia đình của chú là hai chị, rồi tới chú, rồi tới thằng em nữa. Nhưng mà thằng em đã tàn tật thì chú ý quyền lại, hồi ông bà già là ý quyền lại cho em. Dạ. Chứ không có tranh giành, cho nên là cuộc sống của chú là tự lập cánh sinh, không có mà một cái vấn đề gì, cũng như là tự làm, tự lo bươn chải, tự lo cuộc sống, chứ cũng không nhờ vả ai hết. Dạ. Rồi bây giờ là ba đứa con cũng vậy, là nó giờ nó cũng tự lập, nó có vợ có chồng hay có con có cái,
thì chú cũng làm thơ, nó cũng làm thơ, nhưng mà một phần con thì con làm, phần cha cha làm. À, cho nên là cuộc sống của chú là giờ sống tự lập một mình, con cái nó cũng khổ. À, đó là chú trình bày sự thật đấy. Dạ là hiện nay là chú ở một mình hay là ở cùng với con chú? Ở một mình, ở trọ một mình, dạ. Con cũng ở trọ một mình. À. Dạ. Năm nay là chú Đồng 58 tuổi hả chú ạ? 58 tuổi, dạ. Sinh 1966. Dạ, nguyện vọng của chú Đồng thì hiện nay là mình tìm một nửa yêu thương. Chú vừa giới thiệu về tình trạng hôn nhân gia đình của mình để gửi đến quý vị khán giả thân mến. Tiêu chí của chú Đồng đó chú, năm nay mình 58 tuổi, để chú tìm một nửa yêu thương, tìm quý cô hòa hợp với chú đó, cái độ tuổi quý cô khoảng bao nhiêu là phù hợp với mình chú ạ? Chú thì nói thật với cháu là chú giờ chú tìm cái người nhỏ hơn chú, ví dụ như 1-2 tuổi, nhưng mà tính tình là phải trung thực, thật thà, chất phác, ngay thẳng làm ăn, chứ còn mà nói mà vương vàng vô vẩn là chú không thích. Đó là thật, thật sự chú nói vậy. Còn mà nói mà nói giỡn nói cợt á, là cái ngoài cái xã hội vừa cái tác phong, còn mà lên đây á là chú nói thật tình. Còn bằng được á, được á thì kết nối, còn bằng không á thì thôi, chứ chú không có thích mà lăng nhăng, không có thích mà nói nó qua nói gì à, hay nói này nói nọ, chú không thích. Một là một, hai là hai. Tại vì cuộc sống là cuộc sống bao lâu, chứ không phải cuộc sống nay đây mai đó, hay nay nói này mai nói rồi, chú không thích. Nhưng mà chú là rất thương vợ thương con, tại vì vợ con là nó trên hết, đầu óc tư giống. Còn ngoài ra mà chú giàu nghèo chú không đặt thịnh được. Ví dụ người ta giàu, một người đó giàu hơn chú, nhưng mà vừa coi cái giá trị hoặc là một cái gì đó là chú không thích, mà hành sắc chồng con là chú không thích. Nhưng mà cuộc sống phải bình đẳng. Dạ. Chú Đồng có quan niệm là mình tìm một nửa yêu thương, tìm một quý cô nào đó là ở tỉnh thành nào không chú, hay là bất cứ tỉnh thành nào cũng được chứ? Bất cứ chỗ nào cũng được, nhưng mà cái cuộc sống mình, ví dụ giờ chú có thẳng cái về chỗ này này, ví dụ giờ chú không nhà không cửa mà cô lấy có nhà có cửa, chú chấp nhận giờ sống cuộc sống rất đàng hoàng, phải nghiêm túc, đâu ra ra đó, khi mà ra ngoài đường thì nó khác, mà ở nhà mình phải có đầu óc tiên gói, là gọi là cá trinh cá dướng và cá tổ cá tiên, chứ không phải là coi như tào lao sực bập là không thích. Dạ. Đó, chú nói thẳng như vậy thôi. Dạ. Với chú là hiện nay là chú đang lao động tự do, mình ở Đồng Nai, là mình ở nhà trọ. Nhà trọ. Nguyện vọng của chú là tìm một nửa yêu thương. Chú tìm một cô là cô đó có nhà riêng tư của cô, hay là ở trọ như thế nào, cũng mời chú chia sẻ một con. Chú nói với cháu đó, có nghĩa rằng cô đó là không có nhà ở trọ vẫn là cũng ok, tại vì mình không phải là đòi hỏi gì. Yeah. Nhưng mà trên nỗi đời phải thật, thật lòng, thật lòng sống chung thủy, một là một, hai là hai, chứ không có nói đùa. Còn ra xã hội thì mình muốn nói sao đấy mình nói. Tôi nói chú đi nói trong nghĩa vậy. Yeah. Chứ còn mà nói mà lăng nhăng ở giữa vợ chồng mà nói với mình, tôi nói trên trời dưới đất là chú không thích. Yeah. Đó, chú nói thẳng như vậy thôi. Còn ngoài ra trên cái công việc, ví dụ vợ làm chuyện gì thì cái chuyện đó là mình khi gặp nhau rồi mình tâm sự đó, mình nói sự thật. Là ví dụ giờ bữa nay hàng tuần hay một tuần mình có thể mình đi giấy phơi ngõ này ngõ nọ thì đấy ok. Dạ. Như chú Đồng hiện tại là mình lao động tự do, là chú nói chú chia sẻ là chú làm thợ hồ. Còn để mà chú tìm một nửa yêu thương đó, quý cô làm công việc gì để phù hợp tiêu chí của chú? Không, cái công việc gì, cái sở thích cái người phụ nữ. Dạ. Có nghĩa là cái ví dụ cô đó là đi tập vụ hay làm một cái gì mà cỡ, nhưng mà mình phải thông cảm với nhau. Đó là thông cảm chứ đừng phân biệt. Ví dụ có làm hay hoặc không làm hay này kia, không lẽ đấy là mình, chú không có cái đặc thình của đời đó. Nhưng mà chú chỉ nói ví dụ chồng cái đó, vợ cái tôi, hay hoặc là chồng làm chuyện, vợ làm chuyện, đưa rước gạo nấu cơm chung. Nhưng mà cái phải ta đàng hoàng, nghiêm túc. Đó, trong nhà là phải nghiêm túc, ra ngoài đường mình muốn nói gì đó mình nói. Tới nguyên xã hội mà, tại xã hội nó bao la, cho nên chú nói là nói thật sự như vậy. Còn trong nhà mình á, từ con đến cái hay vật vợ gì phải nghiêm túc, rất đàng hoàng.
hay nậu ngoại cha mẹ ông bà tổ tiên phải rất đàng hoàng, phải tôn thờ, chứ đừng mà coi như coi một bên trọng hay hoặc là coi bên hiếu còn bỏ bên tình, coi bên tình là bỏ bên hiếu là đấy mà chúng không thích. Đó. Có nghĩa là mình tôn trọng hết tất cả lẫn nhau hai bên. Đó là điều là hạnh phúc của chúng. Chứ còn là ôi giờ ông nghèo quá hay tôi lấy ông về tôi đề đoạn này kia nào, đó là không thích. Dạ. Nói đó là chú nó thân nó thật vậy không, tha rằng chú ở vậy. Con cảm ơn chú Đồng vừa chia sẻ bày tỏ bản thân của mình và chú cũng là chia sẻ những cái tiêu chí để gửi đến quý cô cũng như là độ tuổi quý cô và tính cách quý cô để đồng cảm và liên lạc về chương trình. Hy vọng là hai cô chú có cái thời gian để tìm hiểu. Dạ, thông qua chương trình ngày hôm nay, chú Đồng có đôi lời nhắn gửi đến quý cô, biết đâu thông qua chương trình những đôi lời nhắn gửi của chú để chạm được trái tim quý cô liên lạc về chương trình, để anh em chúng con làm việc cầu nối cho hai cô chú có cái thời gian tìm hiểu. Con mời chú có đôi lời nhắn gửi đến quý cô. Thì trước hết ấy, thì tôi cũng nói thật với mấy cô, mấy anh, mấy chị cũng như trong nước và ngoài nước cũng như trên cộng đồng mạng tôi trình bày như vậy. Nhưng mà nếu mà các cô, các chị hay các bạn mà các cảm nghĩ được mình hoàn cảnh là rất nghèo đó. Tại ở trọ rồi là độc thân là nay 30 năm rồi. Nhưng mà trên đời nếu các cô cái mà các chị á mà các thảm cảm thấy được á thì là mình kết nối được á là mình ok. Còn ngoài ra chứ đừng mà lên nhanh là không thích á, hay là lên tới đây qua đây mà kết nối đầu á mà điện rồi nói là lao xịt bập là không thích cái việc đó. Đó là mình sắc tình mình nói vậy. Mình chỉ cầm cụ lỡ, chỉ biết lo làm, lo ăn. Ngồi ra rượu chè cờ bạc trai gái là không thích. Đó mình đó là nói thật sự vậy đó. Chỉ biết lo làm, lo ăn. Còn chơi bờ thì cái quá khứ là thanh niên là đấy không nói. Nhưng mà bây giờ là thật tình như vậy. Dạ con Phúc cảm ơn chú vừa chia sẻ bài tập bản thân của mình. Vậy có lẽ là thời lượng video đến đây. Một lần nữa con Phúc xin tạm khép lại chương trình. Và cũng xin kính chúc chú một ngày sớm nhất chú tìm được một nửa yêu thương, hai cô chú nắm tay nhau đi với nhau hết quãng ngày còn lại. Dạ thưa chú Đồng, ngày hôm nay chú có đồng ý cho con Phúc sử dụng hình ảnh, lời nói, video của chú ngày hôm nay đăng trên cộng đồng mạng không ạ? Ok. Đồng ý không chú? Đồng ý. Dạ con cảm ơn chú. Và con cũng xin thưa với chú Đồng, chương trình kết nối anh em bên anh em con chỉ là nhịp cầu nối đăng tải thông tin theo nguyện vọng của chú. Trong thời gian đăng tải thông tin, nếu như mà chú đủ duyên mà tìm được một nửa yêu thương bên chương trình anh em chúng con, cầu chúc cho cô chú được hạnh phúc. Trong thời gian đăng tải thông tin mà chú chưa tìm được một nửa yêu thương thì xem như video ngày hôm nay anh em con đăng trên cộng đồng mạng để lưu giữ lại những cái kỷ niệm, những cái ký ức mà cái ngày đầu tiên chú đến chương trình bên anh em con để bày tỏ bản thân, kết nối yêu thương, để những cái khoảnh khắc sau này những lúc chú rảnh á chú mở lên chú xem lại những kỷ niệm của mình. Chú đồng ý không ạ? Đồng ý. Và con cũng xin thưa thêm với chú Đồng á, ngay cái buổi đầu tiên chú tìm hiểu cô nào đó trên kênh con hay là cô nào thì hiểu chú, hai cô chú tự chịu trách nhiệm tất cả các khoản về sau, cũng như là tìm hiểu về họ hàng hai bên, tìm hiểu về hôn nhân gia đình. Trong quá trình tìm hiểu, hai cô chú trao tặng quà cho mượn tài chính hay là mời về nhà chơi không may xảy ra thất thoát tài chính, những việc đó là hai cô chú tự chịu trách nhiệm và tự nguyện, bên chương trình không chịu trách nhiệm tất cả các khoản về sau. Chú đồng ý không ạ? Đồng ý. Dạ con cảm ơn chú. Dạ thời lượng video đến đây em Phúc xin kính chúc quý khán giả xem video ngày mới an lành và hạnh phúc. Dạ trong quá trình chia sẻ video có những gì sơ sức về âm thanh, hình ảnh, lời nói không được lưu ló, cũng mong quý cô chú anh chị để lại phần comment đóng góp ý kiến. Anh em sẽ cố gắng ra những video chất lượng hơn, không phụ lòng ông bà cô chú anh chị. Dạ xin chào và hẹn gặp lại quý vị video tiếp theo ạ. Dạ.